Thưa quý vị, ngày 11 tháng 11 năm 2023, Công an thành phố Tây Ninh vừa phối hợp phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh dập tắt vụ cháy diễn ra vào lúc 5 giờ 59 phút ngày 11 tháng 11 tại đại lý internet và điểm truy cập dịch vụ trò chơi điện tử Sông Nam Gaming nằm trên đường Hoàng Lê Kha khu phố 4 phường 3 thành phố Tây Ninh. Ngọn lửa cháy lớn, nhiều khói bốc lên phát triển rộng ra xung quanh phòng máy vi tính trò chơi điện tử với diện tích khoảng 50 m2. Lực lượng chữa cháy đã phun nước tích cực dùng các phương tiện chuyên dụng để khống chế dập tắt đám cháy sau 20 phút. Được biết, đại lý Internet và điểm truy cập dịch vụ trò chơi điện tử Sông Nam Gaming do anh BHV sinh 1984, ngụ phường Long Hoa thị xã Hòa Thành làm chủ. Khi xảy ra cháy, cửa hàng của anh chưa mở cửa hoạt động. Thống kê ban đầu, công an xác định vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 450 triệu đồng. Công an thành phố Tây Ninh đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.